đẹp xinh như ngàn vì sao xa, tỏa sáng muôn nơi nhưng vì sao trên trời chỉ có đôi ta anh và em cùng bên nhau. Chờ ngày mai cùng nhau dành bước trên đường dài, mình cùng chung niềm vui ta trao nhau nụ cười. Tình yêu em sẽ trao đến với anh muôn đời, dù phong ba bão giông em vẫn yêu mình anh. Bên nuôi lớn trưởng thành, trải qua bước đường học tập, công tác
các cháu quen biết nhau, song tình cảm nhân duyên hai cháu đã tình hiểu chín muồi và nguyện ước kết duyên xây dựng hạnh phúc trong năm với nhau. Được sự nhất trí của hai gia đình, từng bước tiến hành tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Hôm nay ngày 17 tháng 11, tức ngày 21 tháng 10 năm 2019, năm Kỷ Hợi, hai gia đình nhà trai và nhà gái đã long trọng chính thức tổ chức lễ thành hôn và lễ vu quy cho hai cháu. Tại hôn trường nhà gái hôm nay, gia đình nhà gái đã trang trọng tổ chức lễ vu quy cho gia đình nhà trai chúng tôi được đón cháu Phương về hôn trường nhà trai để chính thức tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Được sự ủy quyền của ông Minh và Trang, thay mặt cho gia đình nhà trai, chúng tôi xin phép ông trưởng đoàn nhà gái cùng quan viên họ nhà gái, bố mẹ thân thích nhân trong Phương cho phép họ nhà trai chúng tôi được đón cháu Phương về hôn trường nhà trai trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể hội hôn, sau buổi lễ vu quy trang trọng này, gia đình nhà trai chúng tôi xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn nhà gái cùng quan viên họ nhà gái cũng như hai cháu cùng đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi, chúng ta hãy lên xe và trở về hôn trường nhà trai. Trước khi dừng lời, thay mặt cho gia đình nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thắm tình của gia đình nhà gái đối với đoàn đại biểu gia đình nhà trai chúng tôi có mặt tại hôn trường nhà gái hôm nay. Xin được kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, các cô ông của bà, các vị thân thiết gần xa, các bà trẻ long thanh nữ tú của hai cháu lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị lắng nghe ý kiến của vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai đã có đôi lời phát biểu ý kiến cũng xin được đặt lễ đón dâu trong ngày vui hôm nay. Vâng, nhà trai thì đã có lời, nhà gái xin được đỡ lời gì đây? Thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái xin có đôi lời phát biểu ý kiến nhận lễ, xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em tứ thân nội ngoại, bạn bè thân tích của gia đình ông Minh và ông Loan, trên mảnh đất quê hương cao xá, vợ chồng ông Minh bà Trang đã sinh hạ được anh Phùng Đức Giang. Gia đình ông Loan và Phượng sinh hạ được cháu Quách Hoài Phương, được ông Tơ bà Nguyệt xe duyên kết nối tình duyên. Đến nay hai cháu đã trải qua những năm tháng tình yêu sâu đậm, đã đến lúc phải chuyển tình yêu trở thành tình vợ chồng. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự thống nhất của hai gia đình, đã tiến hành lễ vu quy và lễ thành hôn cho hai cháu Phương và Lan. Thì đến đây chúng tôi thấy rằng đó là một vinh dự và niềm tự hào và sự mong muốn cho hai bên bố mẹ và anh em hai dòng tộc Quách Phủ. Theo phong tục địa phương, để trước khi tiến đến hôn trường dự lễ hành hôn của hai cháu thì nhà trai đã tổ chức một phái đoàn đến nhà gái để xin đón dâu, và nhà gái sẽ tổ chức một phái đoàn để đưa dâu đến nhà trai, để đưa dâu đến nhà trai để dự để lễ thành hôn đó. Thế thì theo tạp tục địa phương thì vừa rồi một vị đại diện nhà trai đã có mang đến một cái lễ đến gia đình nhà gái để xin được đón dâu. Được phép thay mặt gia đình nhà gái, tôi xin chấp nhận cái lễ này và đồng thời cho phép và nhà trai được đón cháu Phương về làm dâu con ông bà Minh Trang và là sẽ là một nàng dâu mới của dòng họ Phùng. Nhân dịp này cho phép tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà
cùng toàn thể bà con anh em tứ thân người ngoài của hai họ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc hai cháu trong năm hạnh phúc. Nhân dịp này thì chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Xin là tạ, cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã nghe ý kiến của vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà Gái đã có đôi lời phẩm bình kiến cũng như đã chấp nhận cái đón dâu của gia đình bạn trai đối với gia đình họ nhà Gái trong ngày vui hôm nay. Và xin quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thưa quý vị dành tặng cho hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai họ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, thay quý vị mến, kính thưa quý vị, Giang Phương như thể ván bài đã đánh đã thắng, đã này là xong. Và chú rể Đức Giang còn chần chừ gì nữa, hãy cầm bó hoa tươi thắm tới đây của mình và nở nụ cười rạng rỡ trên môi để sẽ trở vào trong nhà để tặng hoa dâu và đón cô dâu ra để ra mắt toàn thể quý vị đại biểu hay quý quan viên đối với đại họ của hai bên gia đình trong ngày vui hôm nay. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em đưa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, thay quý vị dòng và kính mến. Và ngay sau đây thì sẽ là hòa kính mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu cầu hoa của gia đình họ nhà Gái chúng tôi và để cùng chứng kiến sự hiện diện của đôi trai tài gái sắc trong ngày vui hôm nay. Vẫn là niềm vui thì bất ngờ, hạnh phúc của đôi bạn trẻ đợi chờ từ rất lâu. Và xin mời chú rể cùng với cô dâu đứng lên để ra mắt toàn thể huân chương cưới trong ngày vui hôm nay. Và xin quý vị cùng chào đón sự diện của đôi bạn trẻ bằng một tràng hoa tay thật lớn đi quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị mến, và hôm nay với sự hiện diện của quý vị, cô dâu và chú rể có nói một nghìn lời cảm ơn. Không cảm ơn hết tình cảm của quý vị đã làm cho đôi bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Và để nói lời cảm ơn thay mặt cho ban tổ chức, xin được chào kính mời cô dâu và chú rể quý chào quý khách một lời chào bắt đầu. Một chào mừng lớn đến quý vị, dành tặng cho đôi bạn trẻ đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý trong và kính mến, đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không hề tình mẹ, mây trời nồng nồng không phủ kín công cha. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển khơi. Tiếp theo chương trình, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời song thân phụ mẫu của cô dâu Hoàng Phương, ông Quách Minh Loan và bà Nguyễn Thị Mai Phương trở ra sân khấu để có món quà dành tặng cho hai con của mình trong ngày vui hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời. Sau đây là sự hiện diện của song thân phụ mẫu ông Quách Minh Loan và bà Nguyễn Thị Mai Phương, là thân sinh ra cô dâu Hoài Phương trong ngày vui hôm nay. Qua bao năm tần tảo cha mẹ nuôi con khôn lớn và trưởng thành, và hôm nay là ngày trăng năm hạnh phúc của hai con, cha mẹ có ngoan thể nặng cho hai con trong ngày vui hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời. But when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have it all you. Đó là tình cảm của người cha người mẹ dành cho hai con trong ngày vui hôm nay. Một lần thêm mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của hai ông bà rất nhiều. Trân trọng kính mời ông bà trở về vị trí của mình để đón khách. Trân trọng kính mời. Vâng, và kính thưa quý vị đại biểu, quý vị kính mến, tiếp theo chương trình sau đây xin được trân trọng kính mời mẹ nuôi của cô dâu. Vâng, và kính thưa quý vị đang hiện diện tại sân khấu khán phòng của gia đình lúc này là sự hiện diện của mẹ nuôi của cô dâu, đó là mẹ Loan. Hôm nay là ngày trăng năm hạnh phúc của hai con, cha mẹ cũng có món quà tặng cho hai con trong ngày vui hôm nay. Đúng là chỉ còn giây phút này thôi, chào cha chào mẹ, con về làm dâu, con về trên đấy làm dâu cũng như ở với mẹ cha dưới này. Vâng, khu 9, khu 6 đâu xa, cầu mong con giữ lấy nề nếp na, làm trên xóm dưới khỏi người cười chê. Đó là tình cảm của người mẹ nuôi muốn dành tặng cho đôi bạn trẻ trong ngày vui này. Và xin quý vị dành một tràng pháo tay dành tặng cho mẹ nuôi của cô dâu được không ạ?
Vâng, thay mặt cho ban tổ chức, biết lời cho cô dâu và rể, trân trọng cảm ơn tình cảm của mẹ nuôi rất nhiều. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình sau đây xin được trân trọng hòa kính mời là bác của cô dâu, là bác Quách Mạnh Lương. Trân trọng hòa kính mời bác ra sân khấu. Cảm ơn các bạn đã làm cho hai cháu của mình trong ngày vui hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày trăng năm hạnh phúc của hai cháu. Bác là bác Quách Mạnh Lương. Hôm nay bác cũng đã chắc chiêu nhận nhiệm cũng có món quà đặc biệt để dành tặng cho hai cháu làm kỷ niệm trong ngày vui hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tình cảm của người bác muốn dành tặng cho cháu của mình. Đó là cháu gái. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, với lời cho cô dâu và chú rể xin được gửi lời cảm ơn chân thành tình cảm tới bác Quách Mạnh Lương. Và xin cho bác chúc cho bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang và thịnh vượng. Một nữa xin lòng cảm ơn tình cảm của bác rất nhiều đã dành tặng cho đôi bạn trẻ nhóm tương tư và tình cảm trong ngày vui hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của bác. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị kính mến, tiếp theo chương trình sau đây xin được trân trọng kính mời anh trai anh Quách Mạnh Công. Xin chào quý vị, anh trai là Quách Mạnh Công, là anh trai của cô dâu. Xin chào quý vị, anh ra sân khấu cũng là cho hai em của mình trong ngày vui hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, đang hiện diện tại sân khấu của gia đình lúc này là sự hiện diện của anh trai Quách Mạnh Công. Đó tình cảm của người anh dành tặng cho em của mình trong ngày vui hôm nay. Vâng, là anh em như thể chân tay, anh em hòa thuận hai chân vui bầy, vàng thì tính chỉ tính cây, tình nghĩa anh em được tính bằng gì đây? Vâng, tính bằng sông dài, biển rộng bao la. Đó tình cảm của người anh trai muốn dành tặng cho em của mình trong ngày vui hôm nay. Đưa lời cho cô dâu và chị rể xin trân trọng cảm ơn tình cảm của người anh trai rất nhiều. Chúc cho anh luôn luôn mạnh khỏe và công tác tốt. Một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm của người anh trai. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Hôm nay là cô dâu đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay cô em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui thật. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mong mơ của em chẳng to lắng, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh. Rồi mình có những đứa con trai sẽ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chàng trai tuốt trên cao ánh sao như một ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em. Quê hương tuyệt vời, gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng như con thuyền tình. Anh thấy không anh, anh thấy không anh, anh thấy không anh, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời, nước mát hoa thơm, ôi nước mát hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường tre che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa có em theo anh vào nhà.
quê hương tuyệt vời. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao như một ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái chưa con, lúa non xuân sao chào đón. Và chú rể cô dâu cùng ban tổ chức chúng tôi cũng biết chào toàn thể quý vị hơn mừng hạnh phúc chúc tương lai cho chú rể Đức Giang sánh duyên cùng cô dâu Hoài Phương, xin phép được bắt đầu. Pháo tay hân hoan náo nức, xin chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Vỗ tay không phải mất tiền, một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị là động viên tinh thần ạ. Xin được trân trọng cảm ơn sự mến của tất cả quý vị rất nhiều đã dành cho chú rể, cô dâu và đại gia đình hai bên trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ban tổ chức cũng vui mừng được trân trọng giới thiệu trở ra sân khấu ông trưởng đoàn họ nhà gái là ông Quách Văn Viện, ông trưởng đoàn họ nhà trai là ông Phùng Đình Hải. Xin được trân trọng đón kính mời hai ông trưởng đoàn sẽ cùng bước ra trung tâm sân khấu ngày hôm nay. Tuyên thần quý vị hiện diện trên sân khấu lúc này là đôi Tân Lam và Tân Gia Nhân cùng với hai ông trưởng đoàn họ nhà trai và họ nhà gái. Xin ra mắt đến toàn thể quý vị, xin quý vị hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt để chúng ta cùng chào đón và chúc mừng. Kính thưa trên các cụ, các ông, các bà, các quý vị khách quý gần xa kính mến, ông cho ta để lại câu rằng lên non mới biết non cao, làm con phải biết công lao sinh thành. Lênh đênh một chiếc thuyền tình 12 bến nước con gửi mình về đâu. Qua bến này đục sông kia sâu, làm thân con gái qua cầu Mỹ Trì. Cầu Bắc để người đi qua, ai đi cầu Bắc để mà lội sông. Bây giờ Phương đã lớn khôn, Giang ăn quả chín phải nhớ ơn người chồng. Và để hôn đi vào từng bước, xin kính mời quý vị uống nước xơi chầu. Và đây là lễ giao dâu để cho hai họ biết nhau nhận người. Mở đầu chương trình hôm nay, ban tổ chức xin được vui mừng trân trọng giới thiệu ông Quách Văn Viện, trưởng đoàn đại diện họ nhà gái sẽ có lời phát biểu giao dâu. Trân trọng và kính mời. Kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, kính thưa các ông, các bà, tứ thân nội ngoại của hai gia đình cùng bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Các ông nhìn nhớ ông Loan Phương sinh hạ được cháu Phương, gia đình ông Minh Trang sinh hạ được cháu Giang. Hai cháu đã trưởng thành khôn lớn, trong quá trình học tập, công tác, hai cháu đã quen biết nhau, thương yêu nhau. Cao cả hơn đó là tình nghĩa vợ chồng đã được hai bên bố mẹ đã đồng ý, chính quyền địa phương nhất trí. Hôm nay là ngày lành, tháng tốt, giờ đẹp, hai gia đình tổ chức lễ hôn cho cháu Phương và cháu Giang. Thay mặt chúng tôi, thay đình nhà gái, giờ phút thiêng liêng này, chính thức tôi giao cháu Phương cho ông bà Minh Trang, rồi làm dâu con của các cụ họ Phùng. Tuy nhiên, cháu thì có lớn, nhưng cái hôn thì có hạn chế. Vậy, cái gì mà cháu còn sơ suất dạy bảo thì nhờ các cụ dạy bảo cho các cháu nên một nàng dâu hiền. Và cũng giờ phút này cháu Giang chính thức là một rể hiền của ông bà Thượng Loan của chúng tôi. Vậy trước khi ngừng lời, tôi xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của họ nhà giai đã dành cho đoàn nhà gái chúng tôi. Xin đa tạ cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu rất thành tình của ông Quách Văn Việt, trưởng đoàn họ nhà gái rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là rằng xa thì có đâu xa, nhưng vì con vì cháu hóa ra lại gần. Bác tôi đã nói lên rằng Hoài Phương nay đã trưởng thành, lớn thì có lớn nhưng khôn có chừng.
Hôm nay hai họ tưng bừng xin nhờ bên ấy không ngừng bảo ban để bác đưa Phương về làm dâu con họ nội. Bác nhận Giang lại họ ngoại làm con. Bác chúc hai con hạnh phúc thực sự vuông tròn và nói lên mối tình thông gia hai nhà như một. Và trước khi ngừng lời, bác dặn cháu bác rằng: Phương ơi, cháu về làm dâu, lời hay đẹp cháu hầu mẹ cha, ở sao để trên thuận dưới hòa, công du ngôn hành cháu thời chớ quên, cơ đồ sự nghiệp làm nên và xây dựng sự nghiệp ngay trên đất này. Quý vị hãy dành cho trưởng đoàn họ nhà gái bằng một tràng pháo tay. Cháu xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, nhà gái phát biểu xong rồi. Và giờ đây nhà trai cũng có đỡ lời đôi câu để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phùng Đình Hải, trưởng đoàn họ nhà trai sẽ có lời phát biểu nhận dâu. Trân trọng và kính mời. Kính thưa toàn thể các cô, các ông, các bà, quan viên hai gia đình, nhà trai và nhà gái. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Công an huyện Lâm Thao, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Công an huyện Lâm Thao, chỗ đơn vị đồng chí Giang tham gia công tác. Thưa các vị thân quý khách gần xa, cùng toàn thể các bạn trẻ nam thanh nữ tú của hai gia đình, nhà trai và nhà gái, và của hai cháu. Vâng, đúng là xuân đi hè tới, thu sang đông đã về. Thời gian chuyển mình dài theo năm tháng, đó cũng là sau một thời gian dài, cháu Giang, con Minh và Trang có tìm hiểu với cháu Phương, con Long Loan và Phượng. Trong quá trình tìm hiểu, đến hôm nay hai cháu đã nhất trí xây dựng trăm năm hạnh phúc với nhau. Được sự nhất trí của hai gia đình, chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức lễ tân hôn cho hai cháu. Hôm nay ngày 17 tháng 11, tức ngày 20 tháng 10 năm 2019, năm Kỷ Hợi, hai gia đình, nhà trai và nhà gái đã long trọng tổ chức lễ mưu quy và lễ thành hôn cho cháu Giang và cháu Phương. Qua ý kiến phát biểu của ông trưởng đoàn nhà gái, được sự ủy quyền của ông Minh và Trang, thay mặt cho gia đình nhà trai chúng tôi xin tiếp nhận ý kiến phát biểu của ông trưởng đoàn nhà gái và xin đón nhận cháu Phương về làm con dâu gia đình ông Minh và bà Trang, để cháu Phương tiếp tục làm tròn trách nhiệm một người con dâu đối với gia đình và nối dõi tổ đường trong dòng tộc chúng tôi mãi mãi từ nay về sau. Vâng, đúng là chim khôn thì chọn nhánh đỏ cành, gái ngoan tìm trốn an lành tựa thân. Sau buổi kết hôn trang trọng hôm nay, cháu Phương và cháu Giang đã chính thức nên chồng thành vợ. Chúc cho hai cháu hãy chung sức đồng lòng vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống, xây dựng một mái ấm gia đình bền vững, hạnh phúc dài lâu mãi mãi từ nay về sau. Trước khi dừng lời, thay mặt cho gia đình nhà trai xin được trân trọng cảm ơn quý ông quý bà của hai gia đình, cùng các vị thân quý khách gần xa, các bạn trẻ nam thanh nữ tú của hai cháu, cùng các đồng chí Công an huyện Lâm Thao. Lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng được cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Phùng Đình Hải, đại diện trường đoàn họ nhà trai rất nhiều. Sau đây con xin được mời hai ông sẽ bước lên một bước để bắt tay kết mối tình thông gia hai nhà như một. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, cây có gốc mấy nảy cành xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu, con người ta nguồn cội từ đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng đón kính mời ông Phùng Đức Minh cùng bà Cao Thị Như Trang là song thân của chú rể Đức Giang sẽ trở ra sân khấu để đón hai người con của mình trở vào làm nhà trong làm bái lễ gia tiên. Trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn đại diện cho nhà gái, đại diện cho nhà trai cũng sẽ cùng đưa hai cháu của mình trở vào nhà trong làm lễ bái gia tiên, kính lễ tổ đường. Trân trọng và kính mời.
ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt đây sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Đến những lúc đêm dây mai trường xưa, đã gánh gồng từng xe dây gốc cây chú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời món quà của hai đấng sinh thành là ông bà Minh Trang sẽ trao cho hai người con yêu dấu của mình trong ngày trăm năm hạnh phúc hôm nay. Ơn cha ơn mẹ cả đời chưa xong. Xin quý vị hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Dạ kính thưa toàn thể quý vị, trên sân khấu này là bố mẹ nuôi của chú rể là ông Phạm Hồng Cấn và bà Đặng Thị An. Xin quý vị hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt để thay cho chú rể cô dâu trân trọng được cảm ơn. Một tràng tay thật lớn của tất cả nhà mình được không ạ? Dạ vâng, xin được trân trọng. Xin quý vị hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Dạ vâng, xin được truyền lời của chú rể cô dâu, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Vĩnh Nam, đại diện chi đoàn thanh niên công an. Xin quý vị dành một tràng phát thái tay thật nồng nhiệt để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Dạ vâng, được trước vượt tả máu hoa xuống đây ạ. Và chú rể cô dâu sẽ quay mặt lại với nhau đi ạ. Và trước khi chú rể cô dâu trao nhau cặp vòng nhẫn cưới, chú rể Đức Giang có thể quỳ một chân xuống được không ạ? Được không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị, chiếc nhẫn cưới là một vòng tròn không có điểm dừng lại. Chiếc nhẫn cưới hôm nay sẽ được đeo lên ngón tay giáp út của cô dâu Hoài Phương và chú rể Đức Giang, với một ý nghĩa nói lên rằng hôm nay là ngày lành tháng tốt để cho đôi bạn trẻ đã nên duyên vợ chồng. Hôm nay làm lễ tơ hồng chúc cho Long Phượng Quảng Minh đời đời. Dù cho vận đổi sao rời thì tình chồng nghĩa vợ đời đời không đổi thay. Và nhẫn này không phải kim cương nhưng nhẫn chan chứa tình thương dạt dào. Em yêu anh lắm phải không nào? Đưa tay ra anh đeo nhẫn vào cho em một vòng tay thật lớn tất cả quý vị. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên. Ta chúc và chỗ nào mềm nhất của cô dâu thì chú rể đặt tay vào, chỗ nào cứng nhất của chú rể thì cô dâu bỏ tay lên. Được chưa? Quý vị sẵn sàng để chú rể cô dâu sẽ thả một nụ hôn nồng cháy nhất được không ạ? Quý vị đếm cùng ban tổ chức nhá. 1 2 3 xin mời. Dâu xin được trân trọng cảm ơn. 1 2 3 xin mời. Xin cảm ơn rất nhiều. Sau đây xin được mời chú rể cô dâu sẽ bước sang bên tay trái của ban tổ chức để cùng chung tay cắt bánh cưới tình yêu. Kính thưa toàn thể quý vị, chiếc bánh cưới mang một ý nghĩa thể hiện sự no đủ, thanh lịch, sang trọng và vẹn tròn cho một hạnh phúc lứa đôi. Và hôm nay đôi bạn trẻ Đức Giang và Hoài Phương sẽ đan tay nhau để thể hiện sự đồng lòng vượt qua tất cả những khó khăn để đến một đỉnh cao của cuộc sống hạnh phúc. Và thưa lại chú rể cô dâu thân mến, là bánh này bánh nghĩa bánh tình, là nơi chung thủy hai mình với ta.
Bánh này xin được cắt ra sáng như trong sáng hai ta với mình. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị, sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ chứng kiến chú rể cô dâu thưởng thức vị ngọt của tình yêu thông qua chiếc bánh cưới. Đầu tiên sẽ là ngón tay trỏ của chú rể Đức Giang và ngón tay trỏ của cô dâu Hoài Phương sẽ cùng nhau lấy lên một chút kem màu hồng trên tầng bánh cao nhất. Để chú rể bón cho cô dâu và cô dâu sẽ bón cho chú rể. Xin mời đôi bạn trẻ sẽ bước ra giữa trung tâm sân khấu này. Kính thưa toàn thể quý vị, đố ai đếm nổi lá rừng? Anh xin nguyện gió gió đừng rung cây. Chừng nào trái đất ngừng quay, con tim anh đây mới hết. Đám say yêu nàng, xin mời đôi bạn trẻ sẽ bón bánh cho nhau ạ. Được chưa? Vỗ tay thật lớn toàn thể quý vị. La 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 la. Bao nhiêu hân hoan em với anh, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Thác ly rượu hồng, dấu cay dấu mặn xin đừng quên nhau. Trăm năm đầu bạc mái đầu, nhớ câu chung thủy nhớ ngày hôm nay. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh. Quý vị đứng là Giang Phương hai chữ sáng ngời, Phương Giang hai chữ mãi đời Phượng Loan. Giang Phương hai chữ ngoằn ngoèo, Phương Giang hai chữ léo khèo lên nhau. Ước gì Giang hóa làm câu, cho Phương làm bè ôm nhau suốt đời. Chai rượu sông bạch thứ hai xin mời chú rể sẽ bật nút chai lên ạ. La 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 la. Bao nhiêu hân hoan em với anh, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho trời. Giới thiệu đón kính mời trở ra sân khấu là ông Quách Văn Viện, trưởng đoàn đại diện Hò Nhà Gái. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phùng Đình Hải, trưởng đoàn Hò Nhà Trai. Xin được trân trọng giới thiệu hai đấng sinh thành là ông Phùng Đức Minh cùng bà Cao Thị Như Trang. Và xin được trân trọng giới thiệu trở ra sân khấu là ông Phạm Hồng Cấn, bố nuôi của chú rể. Trân trọng và kính mời. Dạ vâng, xin được mời chú rể cô dâu sẽ nâng hai ly rượu độc. Xin được mời chú rể cô dâu sẽ nâng hai ly rượu đầu tiên, mời lên hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Sau đó xin được mời chú rể cô dâu sẽ nâng hai ly rượu tiếp theo, mời lên hai đấng sinh thành. Trọn muôn đời. Ha 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 ha. Dòng hai ly rượu của chú rể cô dâu xin phép con các bà cho chú rể cô dâu đứng ở chính giữa trung tâm sân khấu ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân thương, trân trọng và kính mến. Chữ chung con gửi phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình.
Ly rượu cay thì ấm tình chồng vợ, ly rượu hồng gửi kính chúc mẹ cha, vì con cha mẹ cháu già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển khơi. Và kính thưa toàn thể quý vị, khổ trước sướng sau thế mới giàu, bao nhiêu gian khó tình đầu nên duyên, chúc cho từ phút đầu tiên cho đến mãi mãi vẫn nguyên tình đồng. Hôm nay nên vợ thành chồng, trăm năm hạnh phúc rượu hồng giao môi. Những người thực hiện chương trình chúng tôi cũng gửi mấy lời để chúc cho đôi bạn trọn đời thủy chung. Xin một tràng tay thật lớn để các cô bà cùng ly mừng hạnh phúc cùng chú rể cô dâu ạ. Một trong tay thật to, thật lớn, thật dài của toàn thể quý vị để chúc mừng hạnh phúc chú rể Đức Giang và cô dâu Hoài Phương. Trân trọng được cảm ơn hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai gia đình. Khi được trân trọng cảm ơn đại đấng sinh thành và bố mẹ nuôi của chú rể rất nhiều. We stand here today together as one. Days, just like the sun, when everything round is like stormy weather, we always survive, 'cause we're in this together. Whoever said that we could never hold on, and oh no, I found my star, and now I'm happy I stood up for so long, and baby. Stop us, not even two different worlds.